Giới thiệu với các bác, đây là một cái bộ hệ thống khử phun nước hoa ở trên ô tô. Đấy, khuếch tán nước hoa nhá. Đấy, cái này nó tự động này. Đấy, như vali hạt nhân này các bác. Đấy, nó có bộ tạo cái plasma ion này. Đấy, đây là cái bộ phụ kiện của lắp, đây là thân máy này. Đấy, bây giờ gần như là bây giờ các bác không sử dụng những cái nước hoa để mà khuếch tán dạng treo hay là để trên mặt táp lô, nó nguy hiểm các bác. Đấy, cái bộ này nó sẽ ăn trực tiếp theo cái cửa gió điều hòa của mình luôn nhé. Đấy, cái nước hoa đây, đây là bình chứa nước hoa này, đây là thân máy, và nước hoa nó sẽ đi ra cái hóa hơi ra cái đường này nhá các bác nhé. Đấy, nó hóa hơi đi ra đường này. Đấy, và khi các bác lắp cái bộ này thì nó sẽ có 6 cái loại mùi, 6 loại mùi hương cho các bác lựa chọn. Đấy, và tất cả những cái tinh dầu nước hoa này đều đã được kiểm định nhá các bác nhé. Đấy, cái này nó có một cái ưu điểm, đó là nó sẽ có một cái app ở trên điện thoại này. Đấy, đây, nó sẽ có một cái app để các bác điều khiển ở trên điện thoại luôn nhá. Đấy, mình có thể biết được là cái nước hoa này còn lại là bao nhiêu này. Đấy, ví dụ trên chiếc xe này. Đấy, và mình có thể điều chỉnh được cái mức liều lượng của cái nước hoa nó phun ra. Đấy, và mình khi mà các bác không muốn nước hoa, đấy, ví dụ vợ đi chẳng hạn, đấy, không muốn nước hoa, mình có thể tắt cái này thì nước hoa không ra, nhưng mà cái công tắc plasma nó vẫn hoạt động. Đấy, nó vẫn tạo ion âm cho xe của mình hoạt động bình thường, và mình có thể cài đặt được cái thời gian làm việc của nó. Đấy, ví dụ em đang cài đặt nghỉ là 5 giây và là thời gian làm việc là 30 giây, nó cứ tuần hoàn như vậy vòng tròn. Đấy, rất là tiện đúng không ạ? Đấy, và mình chỉ phần cần cài đặt có lần đầu tiên thôi. Đấy, sau khi đấy nhá, các bác lên xe, các bác cứ nổ máy xe, các bác lên xe là nước hoa nó sẽ tự phun ra cửa gió điều hòa luôn. Đây, ví dụ như chiếc xe này đây. Đấy, chiếc xe này đang lắp một bộ ở trên này. Đấy, thì với cái công nghệ nước hoa này thì các bác thấy không, ở trên này mình sẽ không có cái dạng nước hoa treo hay gì cả đúng không ạ? Nhưng mà nhá, khi mà các bác bật gió điều hòa này, đấy, các bác bật gió ra thì cái nước hoa nó sẽ đi theo tất cả cửa gió điều hòa ra và nó tuần hoàn bên trong xe của mình. Đấy, nó sẽ là mùi thơm, và cái mùi thơm này nó sẽ dịu hơn. Đấy, còn cái nước hoa mà các bác để khuếch tán trên này ấy, thì trời càng nắng hoặc là trời càng nắng ấy, thì cái độ khuếch tán của nó ra càng nhiều nên là càng nồng đúng không ạ? Và mình không kiểm soát được. Nhưng mà với cái bộ này thì các bác có thể hoàn toàn được kiểm soát được cái lượng nước hoa và cái liều lượng mà nó ra mà do chủ nhân mình muốn sử dụng nhé các bác nhé. Đấy, ví dụ xe vợ đi, xe chồng đi, hoặc là cho người khác mượn, người ta không thích cái mùi nước hoa, mình có thể tắt. Đấy, và để nó lọc không khí thôi đúng không ạ? Đấy, rất là tiện. Nếu bác nào mà xe của mình mà có mùi hôi mà muốn làm sạch xe, thơm xe, đấy, mà không sợ ảnh hưởng gì đến trên xe, mất thẩm mỹ trên này, thì các bác phải qua Gala bên em tư vấn và cho các bác trải nghiệm trực tiếp nha các bác nhé.